Anh Tuấn giúp em với ạ. À, em và bạn trai quen nhau 1 năm đã quan hệ tình dục. Cách đây 1 tuần bọn em có đề cập đến chuyện cưới. Anh thú nhận có một đứa con riêng nhưng không có vợ. Anh muốn em chấp nhận. Em bị sốc đã nói chia tay. Đến nay bọn em im lặng 1 tuần. Em phát hiện em mang bầu. Bây giờ phải làm sao? Có gì đâu, rồi em đẻ ra đứa con rồi anh ta quen nhỏ khác, rồi anh ta lại nói câu đó với nhỏ khác, giống như là nói với em á. Anh nói thiệt với em, anh không cũng giống nói với em như vậy đó. Nói thiệt với em, anh cũng có không có vợ nhưng mà anh có 2 đứa con, một đứa con với một cái cô gái trước, là một cái đứa con với cô gái sau này, mà sắp sửa có luôn với em đứa nữa, để rồi anh nói với con nhỏ thứ tư giống vậy. Trời ơi là trời, bây giờ em phải làm sao? Em nên cho anh ta một cái cơ hội. Trong cái tình huống này, nếu như anh ta đề nghị cưới, em nên quay lại và nói chuyện với anh ta, xác nhận lại cái cảm giác dành cho nhau. Nếu như cái cảm giác dành cho nhau nó chưa tới cái mức gọi là yêu, nhưng mà nếu nó đủ lớn để có thể đến hôn nhân thì mình vẫn có thể đến hôn nhân, tại vì anh ta có đề nghị cưới, tại em chủ động đòi chia tay. Nếu như nó đủ lớn để cưới, và đương nhiên ở đây mình không đòi sự lý tưởng được nữa rồi, ở đây không có là 9-10 điểm được nữa rồi, mà có thể là 5-6 điểm cũng có thể được. Tuy nhiên là cưới nhưng mà phải học ngay cái kiến thức để về xây dựng cái hôn nhân của mình trên cái nền tảng nó yếu đó. Để làm chi với ông? Để cho đứa nhỏ nó có một cái cơ hội, có một cái gia đình. Tuy nhiên nên nhớ điều này là em có một cái khởi điểm ở hôn nhân là yếu, và điều đó có nghĩa là 2 người phải rất là mạnh mẽ ở trong cái phần xây dựng cảm xúc cho nhau, xây dựng cái hôn nhân, xây dựng cái mái ấm, xây dựng cái cảm giác yêu cho nhau. Và điều đó nó là cả một cái khối kiến thức về hôn nhân. Ok, cho nên là đó là cái tốt nhất nên làm. Còn cái thứ hai nữa là nếu như mà quay lại và em một cách thăng bằng, em nhìn nhận mà em thấy rõ rằng tình cảm của anh ta dành cho em không đủ lớn, chứ không phải vì anh ta có một đứa con riêng mà em không đồng ý, mà là tình cảm của anh ta dành cho em nó không đủ để tới một cái hôn nhân, thì cái em cần làm là gì? Em sống tiếp và em sanh đứa con ra và chăm sóc nó tốt như là một đứa nhỏ được sanh ra, và nó vẫn có cha có mẹ, nó chỉ là cha mẹ không có hôn nhân mà thôi. Thì mình làm được cái tốt nhất có thể làm ở trong tình huống này. Do đó em thấy không, là cái việc mình quan hệ tình dục trước hôn nhân, anh không đứng ở trên phương diện văn hóa, anh không đứng trên phương diện tôn giáo, và anh cũng không có phán xét. Nhưng mà anh chỉ nói như thế này là khi mà mình chưa đến một cái ngưỡng mà yêu nhau đủ lớn và mình chưa có hôn nhân, thì khi mình có cái quan hệ tình dục đó mình có một cái rủi ro. Rủi ro không phải là đứa con là điều tốt đẹp. Rủi ro ở đây là mình đặt mình vào một cái trạng thái sẽ có thể phải chấp nhận một cái gì đó kém hơn cái điều tốt đẹp nhất có thể có. Tuy nhiên ở trong cái tình huống này đó, thì chính cái việc quan hệ tình dục anh đoán là rất nhiều khả năng, rất nhiều ta không chắc, là cái lý do mà tại sao em đòi chia tay anh ta không theo đuổi tiếp. Tại vì nó có nghĩa là anh ta cũng cảm giác rằng cái tình cảm của anh ta dành cho em nó cũng không nhiều nữa. Vì cái quan hệ tình dục sớm đó, anh đoán thôi, anh không có, đây không có nhiều dữ kiện. Anh chỉ thấy là khi em biết điều đó em không vui và em đòi chia tay và anh im lặng. Anh im lặng có nghĩa là sao? Là anh ta không có fall in love. Khi anh ta fall in love thì em đòi chia tay anh ta sẽ rất sợ. Anh ta sẽ chạy ra tìm mọi cách để chứng minh và năn nỉ em và thuyết phục em đồng ý đến hôn nhân. Do đó là anh dựa vào một cái yếu tố đó để buộc phải suy ra rằng cái cảm giác của anh ta dành cho em nó chưa tới lớn cái mức gọi là fall in love để cưới, mà anh ta chỉ cưới em là vì có thể là vì tình cảm anh ta ở một cái mức nào đó, vì một cái lý do nào đó, hay là vì quán tính, anh không biết chính xác được. Nhưng mà nó dẫn ra cái việc ngày hôm nay như vậy, thì đó là cái cách mình xử lý, tức là mình tiếp cận lại và mình phân biệt rõ ra là cái tình cảm với nhau nó dành đủ lớn hay không. Nếu nó tạm đủ lớn mình vẫn có thể đi đến hôn nhân, mình xây dựng ngay lập tức để gì, để có được cái hôn nhân hạnh phúc. Còn nếu như mà thấy nó không thực sự đủ để mà gọi là giữ bắt đầu cái hôn nhân yếu hết, nó hoàn toàn không đủ luôn á, thì mình buộc phải sống tiếp và sống tốt, chăm sóc đứa con của mình sinh ra. Đương nhiên cái chuyện sanh con là chuyện hiển nhiên nha, cứ sanh đứa con đó, trời ơi, anh biết là nó sẽ là một cái điều gì đó xấu hổ, nhưng mà em sẽ tự hào với con và bản thân mình. Còn nếu như thực ra nó không có gì để mà xấu hổ đâu, xấu hổ chẳng qua là mình tự cho mình cái cảm giác xấu hổ thôi, tại vì những cái tiêu chuẩn đạo đức một cách vô thức em đã cho nó là đúng và mình không làm theo được những tiêu chuẩn đó thì mình có cảm giác xấu hổ. Trên thực tế em về mặt sinh học, về mặt đối với đấng tạo hóa, em làm một việc tốt là em và cái người đàn ông mà em yêu ở cái giai đoạn đó tạo ra được một sinh vật, một cái mầm sống cho loài người, và đó là một điều tốt đẹp.
Và đó có thể là cả một nhân tài sau này luôn. Do đó là mình không phán xét phần đó được, và đó là một điều tốt ở góc độ nhìn vào loài người. Còn ở góc độ văn hóa, với cái mà những cái mà em được giáo dục, nó có thể em sẽ thấy là cái chuẩn em được giáo dục thì cái này có thể là một điều xấu hổ, okay? Nhưng mà em phải bước qua được cái đó, tại vì cái kia nó lớn hơn nhiều lắm. Cái con người á, nó lớn hơn nhiều lắm. Em đang mang một sinh mạng trên người em đang mang một cái mầm sống, một loài người, một con người trong người em, thì cái việc sanh ra đó là một cái điều tốt đẹp, nó đúng với cái bản năng mà cái nên làm. Anh biết là nó khó, nhưng mà anh khuyến khích em tiếp tục yêu thương chăm sóc đứa bé như là em đã có một cái gia đình rất là tốt đẹp, và em tiếp tục chăm sóc nó như vậy, ok? Cho dù chuyện gì xảy ra vẫn làm điều đó nha. Rồi, đó là cái câu trả lời của anh cho em. Em là người hôm trước hỏi anh việc đúng người sai thời điểm. Em ơi, không có nhớ nổi em ơi. Khi em muốn đăng hình ảnh lên Facebook với một anh có người yêu, nhưng anh Tuấn khuyên em nên biến mất đi. Gì ghê vậy? Vì nếu người đàn ông không có tình cảm, khi em biến mất sẽ quay lại kiếm. À, nếu người đàn ông có tình cảm thì khi em biến mất thì sẽ quay lại kiếm. Đó là cái logic bình thường, đúng rồi. Nếu có tình cảm, đúng như anh nói, khi em biến mất đi, anh ta quay lại liên lạc với em. Lúc anh ta liên lạc lại bằng FaceTime cho em tuần trước là lúc đang đi biển với người yêu ở Florida. Trời ơi, sao em nhiều người yêu vậy? Nhưng sao lại gọi cho em? Mở ngoặc. À, tức là anh ta đi biển với người yêu của anh ta ở Florida. Nhưng sao lại gọi cho em? Em ơi, nếu anh ta gọi cho em thì anh ta gọi lúc nào trả được. Miễn là nhỏ kia nó không biết thôi. Ok, đâu có gì đâu mà nó là một yếu tố để phải hỏi. Anh ta có thể, em biết là một người đàn ông á, khi chưa vào một mối quan hệ cam kết đi, thì thậm chí cả một người chồng nữa đó, mà đang có vợ đó, mà vẫn đi quan hệ với những cô gái khác. Mà em thấy không, cái điều đó nó vẫn xảy ra hiện trạng ở trong xã hội. Thì cái câu của em nói là anh ta đang đi với người yêu Florida thì tại sao lại FaceTime với em? Em ơi, mày có vợ mà còn đi quan hệ nhỏ khác nữa còn được nữa mà. Cái việc FaceTime với em khi đi với người yêu ở Florida nó có cái gì đáng kể ở đây đâu mà phải đặt ra thành một cái câu hỏi không? Mở ngoặc, em và anh ấy trước có hôn nhân, trước có hôn, à, chứ mày hôn nhân, trước có hôn nhau, và mỗi khi gặp em anh ấy hay nói I wish you are mine. Em ơi, chữ mai này em viết sai rồi. Chữ mai này là chữ MI ngắn NE đó, mai là của tôi đó, chứ không phải mai theo kiểu mà MI dài. Okay. I wish you were mine. Ok, nếu mà nói về tiếng Anh mà ngữ pháp á là I wish you were mine, tức là anh ước ao rằng em là của anh, à, chứ không phải là I wish you are mine. Ok, rồi anh gọi FaceTime em không nghe, 2 tiếng sau anh gọi lại nhưng em tắt và kêu ảnh nhắn tin. Ảnh và em có nhắn một vài tin với nhau nhưng em trả lời tin nhắn vừa đủ không dài dòng. Em nên làm gì trong thời gian này ạ? À? Em có nên tiếp tục biến mất không ạ? À? Em biết tình yêu không thể cưỡng cầu, em đến sau nhưng em vẫn không theo đuổi anh ấy ạ. À, cho đến phút này mong anh cho em lời khuyên, cảm ơn anh. Anh không biết lần trước cái chuyện như thế nào, ok, nhưng mà cái logic là nếu anh ta có tình cảm với em, anh ta sẽ tìm em. Thế thì bây giờ nè, cái động tác mà anh ta quay lại anh ta tìm em như em tả, nó là cái điểm, nó là một cái ánh sáng lóe lên rất nhỏ, rất nhỏ, theo cái hướng là anh ta theo đuổi em. Ok, tức là đó là một cái dấu hiệu là cái người đàn ông này có thể sẽ tiếp tục theo đuổi em. Thế thì bây giờ nè, để cho một người đàn ông yêu được mình thì anh ta phải theo đuổi mình, đúng không? Và ở đây là anh ta đang có dấu hiệu là theo đuổi mình rất ít thôi, đừng nhiều, đừng đặt quá nhiều hy vọng ở đây. Thế thì các em cần làm là em hãy làm gì gọi là đúng để người đàn ông có thể tiếp tục theo đuổi em. Cái câu trả lời cho em vậy thôi, nó đơn giản nhưng mà nó rất rõ ý. Tuy nhiên nó cần em phải hiểu được và chuyển thể nó thành những cái hành động em cần làm. Tức là bây giờ em làm gì để anh ta tiếp tục sự theo đuổi đó, mặc dù cái sự theo đuổi đó gọi là rất nhỏ thôi nhưng mà nó là đang đúng cái hướng. Ok, thì câu trả lời của anh cho em là đó là những cái em cần làm đó. Em crush anh ta nữa, crush nữa, em cũng nhiều lần thể hiện tình cảm của mình qua những câu nói, em nghĩ anh ta cũng biết mà lại trả lại anh, mà lại trả lại anh với chị kia còn tình cảm với nhau. Em nghĩ anh ta biết mà lại trả lại anh với chị kia còn tình cảm với nhau, không thể quên nhau được. À, tức là anh ta có tình cảm với một cô gái khác và cũng nhiều lần gọi em bằng bé, nhóc, em gái. À, nhau coi, rồi em gái mưa, đúng y chang em gái mưa luôn á. Coi cái phim em gái mưa chưa, cái mà phải bài đó không ta, phải bài đó em gái mưa phải không?
Nhỏ ngồi học mấy gì mặt nha nè, ông thầy vừa kêu cái em gái mưa, ok rồi em gái mưa thì sẽ bị ướt. Rồi tiếp tục nè, không thể quên nhau và cũng nhiều lần gọi em bằng bé nhóc em gái. Có khoảng thời gian em cũng im lặng vì anh ta chọn người kia, nhưng anh là nhắn tin rồi em lại không giữ cảm xúc, lại nhắn tin lại nói em là người tốt và muốn làm bạn với em. Và thời gian tầm một tuần trở lại em xem video của anh và cũng hiểu và tự động im lặng rút lui. Em làm vậy ok đúng không ạ? À? Chính xác, em làm vậy là đúng. Thật ra nên nhớ nè, cái chuyện mà em rung động, em crush một người đàn ông trước, nó nói lên đó là nguyên cái hệ bên trong cái người em á phải được chỉnh lại. Em không nên là người nên rung động trước, và cái này anh giải thích rất nhiều, anh thậm chí cũng đặt cái điều đó rất rõ trong cái cuốn sách mà anh chưa phát hành ở thời điểm này, ok? Tại vì sao? Đang viết đó, có viết như qua giai đoạn đó rồi nhưng mà chưa hoàn tất thôi, ok? Nhiều bạn nói tôi sao đâu mua liền in đâu mà viết. Thời điểm này là ngày 2 tháng 10 năm 2019, bạn nào coi cái video này ở thời điểm này biết là 2 tháng 10 2019 là chưa phát hành, khả năng là cuối năm hoặc là đầu năm sau, ok? Thì em ơi, cái việc mà em đi crush một người đàn ông nó có nghĩa là something wrong. Em không nên là người crush một người đàn ông. Một người phụ nữ không nên, anh có giải thích rõ trong đó, ok? Một người phụ nữ á, thường á là nếu như em có thể em thích một người đàn ông thì nó không tới cái mức gọi là crush. Và cái việc của em là không phải đi tìm đàn ông để crush hay là gặp đàn ông để crush, mà việc của em á là sáng rực lên như một cái ngọn, như một cái ngọn hải đăng, như một cái bông hoa nó đẹp nó tươi, nó tập trung vào bản thân và nó đẹp nó tươi để đàn ông crush cái bông hoa, chứ không phải là cái bông hoa nó để nó héo đi rồi nó lo nó crush con ông, hiểu không? Nó là cái đúng quy luật đó và là cái nên làm, nhưng mà em lại rơi vào cái đó, nó vẫn nằm trong quy luật là nếu như em crush người ta có nghĩa là em không phải là bông hoa tốt đẹp, em không tập trung vào bản thân và em bắt đầu em theo đuổi người ta, thì ở trong cái quy luật đó, là cái thứ đó là thứ sẽ bị đau khổ đó, nó là quy luật, nó không thoát ra khỏi ngoài quy luật nha. Một khi nó gọi là quy luật là em không thoát. Nếu như em làm vậy thì kết quả sẽ làm vậy, nếu em làm kia thì em được kết quả ăn kia, và đó là quy luật. Thì em đang bị đi theo cái hướng là em làm mình đau khổ, và cái lý do của việc em crush một người đàn ông nó là bên trong con người em cần phải được chỉnh lại. Như anh nói rồi không, anh nói đi chi tiết được là phân tích tại sao, đọc sách đi hiểu. Rồi tiếp tục, nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa, bye bye.